nay cho Igo đi chơi. Cứ trực trực phá hoa nhà người ta đây. Igo đi cạnh cửa hộ nhà hàng xóm. Quay mặt đây ra nào. Igo ơi. Igo. Đây. Cái vòng cổ của Igo nó chật quá rồi. Mấy cái vòng to ấy, chuyển hết sang bên trại rồi, thành ra là phải chơi cái bài móc kiểu này. Móc kiểu này là kiểu móc không chắc đâu. Nè, đi lên đây nè. Nhìn quả mông của Igo. Igo ơi, Igo có hút thuốc lào không? Thế nào chị Jumi cũng táng cho Igo phát. Ờ. Với bọn nó là chỉ được cần được ra khỏi cổng là đã là được đi chơi rồi. Tối quá rồi. Cố gắng mà ngoài cái đầu ra đấy để cho gần để mà được xoa khổ. Ui giờ này cả Jumi nữa. Toàn đứa thiếu thốn tình cảm. Thiếu thốn tình thương. Thôi Igo ra đây anh xoa nào Igo ơi. Nào. Của lạ bằng tạ của quen đây. Chơi nói thì phải nịnh hót thì nó cũng có tùy từng lúc thì. Quả Igo là quay trà đá nhá. Chứ ai ra quán nước chè mà ngồi mà nghe cứ như kiểu là ở nhà này. À, nằm hóng ra đường. Sang bên này ngồi đi cho nó sạch đi Igo ơi. Sang đây. Sang đây. Ngồi bên này cho sạch. Ngồi nhờ bên cổng nhà đấy. Không phải của quán nhưng mà ngồi được. Đừng phá cây của họ là được. Nào đấy, đỏ rồi đấy. Nào, nào, nào. Đỏ rồi kìa. Ừ, đúng rồi. Nằm xuống. Nằm xuống đấy. Nằm ở đây sạch rồi. Nằm xuống đi. Thôi. Trong nhà họ bây giờ chủ ra lại đi ra để ra đuổi chủ à, xích ra để họ dắt xe ra nào. Con này vẫn chưa to hết đâu anh. Dạ. Bé. Đua con này 10 tháng rồi. Hả? Con này được bao lâu rồi? Con này được 15 tháng, 16 tháng rồi. 16 tháng. Bao nhiêu cân? Chắc khoảng tầm 40 gì đấy. Ờ, con này mà bây giờ có người ăn chứ phải cân thịt bò chứ. Ờ, không, không ăn thịt bò, ăn thịt gà. Thịt gà thì phải hơn 1 cân. À. Thôi nằm xuống đi, Igo. Nằm nhờ, nằm xuống cho tử tế nào. Nè. Trong thời gian anh uống nước, Igo nằm canh cổng hộ. Có khách đến chơi thì mời khách vào nhà nhá. Anh đang ở đâu rồi? Vô nhá. Mới đi qua sân bóng nhà đầu tiên nhá. Có khách đến chơi mời khách vào nhà. Hả? Ờ, giờ tối trời này nhìn ở trong video này nét hơn. Ờ. Nào, có hút thuốc nào không? Ok. Bây giờ mới đến giai đoạn để anh uống nước.